Kính thưa các công chúa đại diện gia đình có công với thành đoàn trong thời kỳ kháng chiến, kính thưa quý đại biểu, kính thưa các đồng chí lãnh đạo và thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Hòa chung trong không khí sôi nổi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hưởng ứng tích cực cuộc vận động học tập. Kính thưa toàn thể các đồng chí, trong sự kiện đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ quyền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của dân dân Việt Nam đã đúc kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào mùa xuân năm 1975. Để có được chiến thắng vinh quang đó, đã có hàng triệu con người của đất mẹ Việt Nam đã để lại một phần thân thể hoặc bỏ mình trong khi làm nhiệm vụ cao cả, đem xương máu đất đảng ủy của mình với ban dân xã Phú An. Cùng các đồng chí đại diện ban ngành đoàn thể của xã và các đồng chí đoàn viên từ bộ xã đoàn Phú An, về phía lãnh đạo thành đoàn và công tổ truyền thống thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được trang trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Mỹ Lợi, phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ truyền thống thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên quyền bí thư thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ được trang trọng giới thiệu đồng chí Bách Thành Ca, thành ủy viên bí thư quận ủy quận 2, nguyên bí thư thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Ngọc Cẩm, phó giám đốc siêu thị Cốt Mát xã hội Hà Nội, Hà Nội, đơn vị tài trợ. Xin được giới thiệu đồng chí Phạm Thanh Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Hảo, đơn vị tài trợ. Cùng đi với đoàn còn có các đồng chí trong câu lạc bộ truyền thống thành đoàn Hồ Chí Minh, các đồng chí cán bộ thành đoàn và các đồng chí đoàn viên trực thuộc thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây tôi xin được phép thông qua cái chương trình buổi họp mặt ngày hôm nay như sau. Một là tuyên bố lý do với thầy đại biểu, thứ hai nữa là phát biểu của các bộ thành đoàn của các thời kỳ, phát biểu của lãnh đạo thành phố An, tặng quà cho các hộ gia đình có công với thành đoàn và tặng quà lưu niệm cho. Dạ, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và các ban ngành đoàn thể của xã Phú An, kính thưa các mẹ, các ba, các anh chị, gia đình có công, cách mạng, các thành đoàn. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành đoàn, các đồng chí siêu thị xa lộ Hà Nội, các đồng chí quận đoàn quận 2 và các đồng chí cựu cán bộ thành đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên của quận đoàn quận 2, các bạn đoàn viên thanh niên của siêu thị xa lộ Hà Nội, các đồng chí đoàn lãnh đạo đoàn của xã Phú An và thưa